Ê, lụm rồi cha. Nghe kìa, thấy không? Này nè. Đó, nó còn đang mắc ở trên đó, cái lóc á. Đó đó, thấy chưa? Qua nè. Anh Cấm. Tài năng như anh mới dính thôi. Thả đây một cái, thả vào đây một cái. Trời ơi, cái lóc bự dữ các bạn. Miền cao đâu? Miền cao nó quấn đâu ai biết. Chuyện xảy nha. Chào mọi người. Hôm nay Thượng đang có mặt ở nhà trà mớm nha. Đây thanh long quá trời luôn mọi người. Bữa nay Thượng với trà mớm đi cắm câu. Hai thằng mớm gáp lại với nhau không biết sao đây. Đó. Mọi người thấy chưa? Đây. Hôm qua mới thấy Văn Nguyễn đăng clip, nay bắt trước làm. Chứ cái này lâu rồi nha. Cái này khô rồi nè, thấy không? Thì cái này là để thả lươn hoặc cá. Thì mình thả nó dính con nào thì bắt con đó nha. Đây cho mọi người xem nha. Cơ chế của nó là một cái sậy với cọng dây. Dây dài hơn nửa tấc. Rồi. Dây khá dài nha mọi người. Đây. Cái lưỡi. Lưỡi này là chơi lưỡi lớn nha. Tại vì cá chê, cá lóc gì cái họng nó cũng bự. Cái này con lươn á, mà lưỡi nhỏ quá là nó làm tiêu hết mọi người. Dây phải chơi dây gai luôn, thấy chưa? Đó, mình móc lỗ xuống, mình thả cái này làm ngang. Bữa nay coi trà nó chuẩn bị mồi gì đây. Nhiêu cây trà? Quên. Đục như đam túc chứ gì. Ồ, bữa nay mồi trùng mọi người. Dạ. Trùng. Quá trời. 20 cây. Nhóc luôn. Này làm đơn giản mà xài xong mùa là dục. Rồi nó mục hết. Ý. Rớt 50. Mày đang quá trời luôn. Thấy trên YouTube có một cái kênh gì thả bằng cái chai nhựa cũng hay, về bữa thật bắt trước rồi thật thả rồi đi múc lỗ lục bình thả xuống rồi mấy cá khủng nó lôi chìm chai luôn. Ông kia làm này lấy vốn rồi chưa chà? Thầy áo rồi, 20 ngàn áo nổi. Vậy? Có được 30 ngàn nữa. 30 ngàn tiền lưỡi. Lưỡi 2 hộp. Này nó khô nó quéo quá trời. Tối nay lương nó lôi ấy hết. Dọp cần hết. Dễ. Không chụp quá. Rồi đó. Này dưới quê có toàn cây trái không hả mọi người? Bưởi ha, bưởi thanh long rồi quýt rồi cóc ổi xài chuối gì lum đủ hết trơn. Dừa rồi nè, dừa ngọt lắm nha. Chứ dừa ở trên thành nè, dừa ở trên thành là chứ dừa lên nhìn chứ dừa bầm dập hết là nhìn không phê, còn đây là bẻ xuống là quýt luôn nó mới phê nè. Nó bây giờ là Thận với trà đi vô vườn thanh long cắm mọi người. Siêu thả. Mẹ nói đây có người thả rồi. Này cản siêu cha. Cản không? Ờ. Thì thả lương. Có này kéo lên dính cái chung không? À là nó quẹt cái tròn tròn này là nó thả phải không? À. Cực khổ nhất là mấy người quay phim nha các bạn. Đứng quay phim lấy nét đồ cực khổ lắm. Ngon. Ôi nó mồi lỗ xả này để xuống không liên quan đâu. Còn có lóc táp nè. Để thì tối nó lôi cây mất tiêu luôn, đâu ghét lên gì đâu. Kìa, dài với kìa lôi đâu. Ta thấy tối đi nhấp nhấp thấy lụm tiêu luôn.
Lần chịu thôi chứ biết được đâu gờ. Gần không? Đây, thanh long. Thanh long này là trồng theo mẫu cũ mọi người, tức là trồng trụ. Còn mẫu mới là sẽ đổ cột, trồng sẽ được nhiều cây hơn. Còn này trụ thì không nhiều bằng. Mặc dù Thuận không có trồng thanh long, Thuận đi nhiều chuyện chứ không biết. Ủa, quẹt đi nữa nè. Thấy rồi. Dẹt rồi trên này. Trên anh đâu có ai thả đâu. Ai biết đường đâu thả. Làm dây dài cho nó chìm tới đáy luôn. Lương rồi phải khá mình không. Này mục đích là thả lương. Bắt lương thôi. Ê, nó dính chắc nó quấn cái lắm đó chà. Quấn không? Thăng thì còn dây nữa đó. Gịch 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 xuống không hả? Chết ngắt thì gịch đất. Chết hả? Kỳ vậy? Cười bóp hả? Chỗ này là lụm nè. Lụm trùng phải không? Địa thế này đặt cắn cũng phê lắm rồi. Một gà Thượng bỏ đặt cắn rồi mọi người. Lúc gà đặt, người ta đặt nhiều quá, đặt mất bẫy quá. Biết ở cái những cái nơi mà tưởng không hề có người tới, cái xứ của mình cũng sọt xuống là mất, bẫy sọt xuống là mất. Mất cái dây hên thôi, chia tay luôn. Đặt cực, còn bị mất. Lưỡi là con luôn. Lưỡi là con trùng luôn. Con trùng là dính chắc rồi đó. Gì đất hả? Ít quá không phê. Cái tay nhét dưới nữa sẽ sợ nó phiêu lên trên. Ở thanh long này sao người ta bẻ trái vậy chà? Sớm quá hả? Ừ nè mới chứ đỏ đỏ nè, bẻ dục ra nó mới đỏ hả? Cái tưởng là nó đỏ sẵn rồi chứ. Thì mình sẽ bỏ đây một cái nha mọi người. Có người dẹt lỗ sẵn hết rồi. Còn lương bọng gì không ở đây. Tối nay không biết có lương về hay không. Lương về hay lương đi. Ê, nếu mà cái này mình đổi thành chai nước cũng vậy thôi, có gì đâu ta. Chai nước xài bền hơn á. Ừ. Chai nước có lôi mất tiêu luôn. Thả chai nước ngụy trang. Ô, thả chai nước thì dễ thấy hơn. Tối nay gà thấy nước miết xuống. Vẫn là mấy cây mà cũng tới cổ. Cây thì xài được có một mùa. Đi tiếp. Đây nè mọi người, dọn lỗ trên nè. Trên Thuận đâu có mấy vụ này đâu, để giờ bố Thuận về Thuận quốc thử rồi. Trên Thuận chỉ có xịt điện thôi, người ta xịt có nhiều. Đang đi thấy bầy ồng ồng nè mọi người. Đây nè, thấy không? Bầy này còn nhỏ cỡ chân ngang à. Hồi nhỏ thì hay câu vịt lắm, giờ gặp ồng ồng câu suốt nhiều, lúc đó cũng nhiều lắm nha.
sau này lớn thì thua không chơi nữa. Giống như câu ghê cái bộ môn này giống như mắc lời thề tổ nghiệp mọi người, không ghê lòng gồng đó. Nếu mà lỡ có ghê, lỡ mà có quả quá có ghê dính thì thả lại chứ không bắt luôn, chứ không phải là ghê mà quầy hai con bắt một con nha. Nếu mà quả quá nguyên ngày không có gặp gồng lua chơi dính đó, thì thả lại chứ không bắt nha. Tại vì mình mà bắt kiết nữa thì sau này hết không còn sân chơi luôn. Thì bây giờ lòng gồng đã ít rồi, nào mà câu dịch đó khổ rồi, giờ mình câu ghê tân tiến thôi mà mình ghê luôn cả lòng gồng nữa thì thôi thua, không còn gì để nói nữa. Đồ nghề đây không thấy đâu, đây cam đây, bưởi chứ lộn, nãy nãy nhìn thấy này cái cam này bưởi. Đây có quýt nữa nè mọi người, thấy không? Quá trời luôn. Vườn ở dưới miền Tây thiệt chứ. Cam, quýt, gì, xoài, cốc, ổi, đủ kiểu ở trên. Đó. Của người ta không phá nha mọi người. Nhiều thì nhiều thiệt nha. Thèm thì cũng có thèm nhưng mà không có nên phá nha. Thấy chưa? Ta trồng cực khổ lắm. Ok, sáng Thuận với Trà Mớm đi thăm nha. Thấy mấy điểm ngon quá, đem theo cần lua đi, lua chơi. Mới thăm hai và cái đầu xỉu rồi mọi người, không có tài. Để gán mò nó coi có cái nào tài không. Thấy là xỉu rồi đó. Tài. Không nghe nó la gì hết là biết rồi. Không thấy phao nó cắm đầu cắm cổ mà. Hiểu. Ê, khoan, đâu? Mất tiêu luôn. Đâu rồi? Cây đâu? Ôi, các bạn. Nó này. Cây dục trôi qua đó luôn nè, thấy không? Mất lưỡi, xảy mất tiêu chứ đâu. Trời ơi, nó lôi dây kìa. Con gì? Lương. Đù. Chẳng luôn trời. Chết rồi. Lôi dây vô đó luôn. Một con nha các bạn. Tội làm biến không có đi thăm. Làm biến rồi hôm tới đi thăm mà quỷ trà nó nhậu không có đi thăm được. Sao nó không lôi vô hang Quy? Lôi đi đâu được. Đi ngoài mà. Đừng chờ bá gì. Gỡ ra luôn. Rồi, nhấn nút sao gỡ. Nè, nút lưỡi hả? Rồi. Tài đó. Cái này cầm ở đây dính không dính không biết nữa, dây lôi rồi cầm ơi, thấy chưa bao nhiêu lộn gì cua kẹp dây lôi dùng chắc cua kẹp gì. Yeah, tại phát đầu tiên nha. Đó 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 đó, khoan từ 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 từ, có chừng nó cắn lôi lúc luôn rồi. Cái con nào gị ruột luôn không? Cua. Gì đấy? Tài xế. Gì vậy? Không ấy ruột hay gì? Cá ăn ruột không? Ở đây có không? Ê, chỗ này mất tiêu rồi nè. Lúng 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 luôn kìa. Nhẫn đít luôn. Nhận đích mà dở lên thẳng queo. Ở cái cây cây quýt ha mọi người. Chuối già nữa nè. Ồ, cam. Cam bưởi. Thằng ai thả nó thầm nghe. Dở dùm quýnh chết luôn rồi. Mấy cần ơi? 6 cần được một con lương. Tiền mồi là 0 đồng. Mồi đào mà.
quá trời thanh long. Khu ở đây là Bassi này giờ ta trồng thanh long quá trời mọi người. Cái gì bữa thượng về trên nhà thượng văng thử coi, thả thử coi vậy không, thấy con trà nó làm là có lý rồi đó. Thả đâu không nhớ là vậy, đây đây cái gốc mít của anh á, lụm không tại xỉu rồi. Ê, 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 ê. Chết kìa. Thấy lôi mà không ấy sao. Rồi dây dùng băng. Ồ dính nè. Cái cây thấy giùm anh luôn kìa, cọc cái giùm anh không có tay. Nè tét tiêu đầu nghề mọi người. Em à, im quá đây có nhân thả dính lương này để thật nè. Ồ thằng này chết rồi, đừng làm thằng thăm cần có thật nha. Qua thả này lụm lương bằng cổ tay tài hay xỉu, tài hay xỉu đây. Đây nè mấy cái này im ắng quá, khả năng xỉu hơi cao. Ô dữ ý, cái lóc tưởng đâu xỉu vãi thiệt. Tới đầu xỉu đấy, xuống đó em gu nó chìm luôn hả, đâu có rút cái cây đâu, kéo lên cũng thấy nhẹ nữa. Ồ điện thôi luôn, không gỡ luôn hả? Ồ nuốt lút lưỡi luôn, chơi này chơi màn nuốt lưỡi không vậy. Ồ cái lóc đẹp quá, ăn mùi lua con ghê chưa. À, mắc đủ rồi quê nghe, thường chấp thường trà nó cắm mấy chục cây luôn, thường cắm ba cây thôi, còn mấy ba cây chứ chín một con ba chứ rút hết lại cắm, anh cắm hết gì mà. Này cái cỏ cho bò ăn đã luôn mọi người. Lụm xíu cày tay xíu xíu thiệt. Đó mình đâu có thả hả? Này nó coi Giang Nguyễn nó bị lầm rồi, cứ khui khui rồi. Chết rồi. Rồi con quất nó xuống đây. Đây cây nữa mà. Mà thấy khả năng là xỉu rồi. Đó. Chết rồi. Sao chen chen có mấy trái chích ngộ đời. Hả? Cái trà bá luôn các bạn. Ồ để anh thăm của anh tại nè. Ai cha nó đồng phiêu phiêu ở trên vậy. Đây nè đừng để nè những cái lóc như nãy nữa phiêu phiêu là trái hình thôi. Ơi dính vô cái lưới. Ây da
Ê, này con này không có thả hả? Ui, đây, con kiếm bò. Ui, cục cức. Tối nước lên thả trên bờ luôn. Lượm mà. Ôi, còn nguyên. Thấy nó từ hôm nó động đậy gói ghèn mà. Kéo lên đây. Lương rút dưới. Thì thấy câu thả lên bờ thôi. Không, lương rút gói ghèn tại không dính thôi. Rồi thả cái này mất tiêu nè. Thả không? Không? Tiêu rồi. Quẩn nghe, quẩn nghe. Quẩn tào lao nha. Ủa trong đó không có thả sao, thả con cây hả? Đấy. Chết. Trời ơi. Dính phun vô. Này thả không? Này nó cầm. Này nó cầm đây nè mọi người. Đây này thả nó lôi cái. Mất luôn. Tu đâu đó vậy? Rồi. Thấy phiêu phiêu ở trên này. Mương này ra muốn nhiều quá. Lua không được. Đây cái thăm này tài xỉu định tài đó 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 không thấy nào lo đứt lử hết ha. Đây thấy thận đây có không cả ây chà thăm luôn ơi trời ơi. Sao nó lo ra ngoài rồi. Lụm rồi đó. Có thả ở trong mà. Lụm thiệt quê. Trời ơi lưới câu nhìn nó xe kìa. Trời ơi gì kỳ vậy kìa, lưới câu lên trời luôn rồi hả? Trời ơi nó quấn nó gỡ lưỡi các bạn ơi. Trời ơi chắc cá bự hơn lương vậy nó xe nè. Quấn vòng 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 quấn vô cây rồi gỡ lưỡi luôn. Rồi nó nuốt là được rồi. Lương cá vậy chứ. Chắc lương nó vậy, lương nó mới xe dữ. Này phải tối đi thăm cử là im rồi. Sảy là tội danh rồi. Tội đồ là trà hết nha mọi người. Nít gì? Cái này, cái đó xe. Rồi lấy cái này để vô đi. Các bạn coi nó xe cái lưỡi nè. Đúng chưa? Đây này chắc lương quá em. Quá trời ông nội ơi. Ủ. Tiếc quá. Anh còn mấy cần lận. Bị lụm nè. Bị lụm lúa. Thấy nằm phiêu phiêu ở trên đó, thấy điểm này im chưa. Đây cái vườn thanh long của mình đang mà đâu ai đâu vô ghê chỉ sợ xịt điện thôi nè đã nào con nằm đó có xác bờ có con cái nữa chà. Lỗ của người ta môi hay gì mà nè. Đấy. Nè. Hả? Im gu luôn. Bọng bọng thì ống chứ. Để xuống cá đồng đông nghĩa hết rồi còn tới cá bự em. Ô bên kia vườn bự. Bự trái ca bự dưới trời. Cam là cam chịu.
tụm 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 rồi nguyên luôn nè. Giáo nghe quấn quấn ấy rồi dướng lưỡi nó mới ơi cái lâu nó tưởng cái đầu quấn lươn mới lớn thôi chứ qua con qua con nó kéo luôn lên đầu quấn lươn mới lớn nó thôi thôi xác định luôn á. Ơi anh thả vào đây một cái nè lắm ơi. Ê đâu khỉ nguyên nó thường thả cái đó đó mọi người thấy có cái lỗ phê quá. Ba con đủ nồi canh chua ở đây còn mấy điểm hot 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 không à. Ý chim bếp rồi không nghe nó tài xỉu gì à. Biết rồi xỉu không xỉu luôn. Đừng coi cái trái thanh long gần qua chuột nó ăn nghe còn gì không nghe còn cái cùi không rồi đây đây cây xỉu luôn rồi các bạn. Ê lụm nè cha nghe kìa thấy không nè nè đó nó còn đang mắc ở trên á cái lóc á nó đó thấy chưa. Đó, anh cấm tài năng như anh mới dính thôi. Thả đây một cái thả vào đây một cái trời ơi cái lóc bự các bạn miền cao đâu miền cao nó không quấn đâu ai biết chuyện xảy nghe. Không mới được tôi bợ mẹ nguyên cái đuôi gác nó lên đi. Dạ mớm cá này đen thui kìa cây câu kìa nè à? Gỡ luôn đi gỡ luôn đi gỡ cây câu sao thầy luôn lóc kìa gãy câu luôn qua thấy nó quậy một lỗ à, tối thường đặt ở đây lương thấy nó cạn quá chọt xuống cái là tới bụng rồi thôi chọi mẹ ra đây một cái rồi bỏ xuống ai ngờ xén lụm gạo cái lóc đây bèo nước dơ cái đen thui luôn hai điều nha. Cá em nhỏ quá sao tính được cá cô bắp luôn cá anh cắm là còn sống luôn thấy không. Đây mọi người nè, trái thanh long nè sụt sử chưa hết để thử thăm luôn cái này. Cái này thấy cái dây nó còn nằm ở trên bờ thấy hiểu rồi trời ơi con trùng xuống được có con ghen ghen nước cái lóc đen thui gì ốm gì vậy nhục cá xong hả đó thấy chưa lụm gạo chưa đầu lạnh lỗ hang không ta lụm tài xỉu xỉu ngắm vô chồng nhìn cái lắp cái chê lương ngon nè quất được hết rồi thôi à, kết thúc
buổi hôm nay tổng kết rồi gì đó, nghe chưa, ba con cá lóc, một con lươn. Vậy đến ra hai cái lóc bự anh cắm không chà, thiệt chứ, kỳ thiệt luôn. Đó, chưa, kết quả nha, chậu sắp cá rồi nữa, này có kinh nghiệm tự sướng ghê mọi người. Con lươn là ngon nhất, hai cá thường cắm sống ở trên luôn, hai cá đôi mắt không, yeah, hai cá thường cắm nè, con này con bự này nhỏ, con già cắm chết queo, con lươn cắm chết queo, đây thanh niên chà mớm.